Bạn đã đến với kênh Thánh Đồ Đe. Thì các bạn có một cái dự án rất là nổi bật, đó là dự án Berachain. Dự án Berachain là một trong những mạng lớp này hai của Bitcoin và được cộng đồng khá quan tâm trong thời gian gần đây, với việc là dự án có thể đang đục lệch sàn trong thời điểm mà giá Bitcoin đang có sự cải thiện rất là lớn đến như thế này. Bản thân của Berachain thì đã gọi vốn rất là thành công, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã biết những cái thông tin về gọi vốn của Berachain rồi, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền tảng Binance. Các bạn sẽ cùng với mình, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào chương trình Agro Mining NFT độc quyền đến từ Binance. Thông qua chương trình NFT này thì anh em sẽ có cơ hội nhận được những cái phần thưởng hấp dẫn đến từ Binance. Mình chia sẻ thêm một chút, hôm nay có nói về phần gọi vốn, đó là dự án thì mình thông tin mình được biết, mình check ở trên CryptoRank thì hiện tại dự án đã gọi vốn được 142 triệu đô. Định giá của dự án là 420 triệu đô, và đây chắc chắn là một trong định giá mà chúng ta rất mong chờ và kỳ vọng một con hàng coin mới anh em nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ tham gia với trình min em tìm West 3 rất dễ thôi. Các bạn mở vào phần West 3 bên phía Binance. Nếu các bạn chưa tài khoản thì các bạn tạo tài khoản và nhớ lưu lại mã QR kèm theo cái code khôi phục các bạn nên tạo dễ nhớ nhé. Để sau này các bạn có thể backup lại phí và nhớ lưu lại mã QR nhé. Chúng ta có thể chọn nó banner ngay ở đây, hoặc là các bạn ấn vào trong phần khám phá. Trong phần khám phá ở đây thì các bạn sẽ thấy được cái banner cũng là chương trình Arop của Berachain. Cái tổng Arop thì mình cũng sẽ thông tin với anh em. Đây là cái chương trình tặng NFT kết hợp với ví của Binance. Đấy. Và về cái nhiệm vụ đúc độc quyền này thì mình cũng sẽ thông tin đến anh em về các cái phần cụ thể nhé. Ở đây thì bên phía Binance cũng cung cấp chúng ta là bạn sẽ tương tác với developer của Berachain khi nắm giữ NFT để tăng phần thưởng của mình trong tương lai. Fold nhận Berachain từ Fold. Death Swap Berachain thành Hori hay là W Bera, và cung cấp thanh khoản trên NP, các thông tin khác. Rồi đúc các thứ thì anh em có thể theo dõi chi tiết, tham khảo hướng dẫn ở bên phía Binance cũng sẽ cung cấp cho anh em. Còn với mình thì mình sẽ cùng với anh em chúng ta sẽ đi vào chương trình group luôn, với việc là các bạn sẽ cùng với mình chúng ta min luôn. Các bạn vào bắt đầu ngay. Và trong phần này thì chúng ta sẽ vào đây để chúng ta min này. Các bạn chọn vào đây, chọn vào agree nhé. Rồi các bạn sẽ kết nối ví chúng ta. Kết nối ví này. Ok. Rồi bây giờ các bạn sẽ nút claim nhé. Thì hiện tại thì không có bất kỳ một cái mức phí ga nào cho cái phần min này nhé. Tất cả mọi thứ anh em claim đều là miễn phí hoàn toàn. Đấy. Và phía dưới đây thì anh em có những cái test anh em có thể hoàn thành nhé. Trước tiên là các bạn có thể là nhận được cái Bera testnet. Các bạn vào đây. Các bạn vào agree nhé. Chúng ta dĩ nhiên là các bạn sẽ cần copy cái địa chỉ ví, thì các bạn lấy luôn cái địa chỉ ví web3 chúng ta luôn. Đấy. Cái này thì không trích được cái địa chỉ ví bên ngoài nhỉ. Ở đây thì mình sẽ vào trong ra bên ngoài này. Chúng ta lấy địa chỉ ví ETH là được, hoặc là ví BNB là được nhé. Ta copy cho mình cái địa chỉ. Ở nơi đây thì các bạn sẽ cùng với mình chúng ta tham gia trình group. Anh em riêng em ít phút nhé, mình đang có một chút. Ok, chúng ta sẽ chọn chọn lại copy địa chỉ xong được đúng không? Copy địa chỉ xong rồi. Cái này thì thực ra thì anh em làm trên testnet thôi, mình hướng dẫn cho anh em các cái bước nó rất là dễ thôi. Đấy, chúng ta ăn vào đây. Tham gia ngay. Ok, đã tham gia rồi nhé. Thì đây các bạn ấn vào bắt đầu này. Kết nối lại này. Kết nối lại. Request 3 chúng ta đã min rồi, min xong rồi, bây giờ test nhiệm vụ dưới đây vẫn làm nhé. Mình hướng dẫn chi tiết cho anh em, chúng ta làm toàn bộ nhiệm vụ luôn. Rồi token. Rồi đây thì các bạn đã request nhận cái token testnet nhé. Rồi. Chúng ta có thể request một lần. Các bạn rồi chúng ta back ra. Back ra thì các bạn sẽ ấn vào phần Best nhé. Chúng ta sẽ tạo pool. Tích cái này. Agree. Tích tất cả điều kiện trang mình nhé. Agree. Sorry anh em. Chúng ta chọn tạo pool là ta có lách ngại. Best US 3 nhé. Rồi chúng ta select. Chuyển sang mạng. Đây mình sẽ cố gắng kết nối nhé.
nổi 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 này kìa, đó ok được rồi. Em đang vào góc trên nên là có cái phâu phâu khác không nhỉ? Min này, start với coi, người ta vào đây người ta min nữa. Cứ vào đây min nữa, min người ta tạo bun sau. Kết nối nhé. Cũng hơi khoai nhỉ, bách ngại. Để mình xem lại cái danh sách nhiệm vụ tí. Đây, chúng ta sẽ swap token và cung cấp thanh khoản nhé. Vào đây này, swap token ở đây thì chúng ta sẽ swap sang USDT đây, cung cấp thanh khoản một ít thôi. Mình sẽ chọn là mark nhưng mà mình sẽ điều chỉnh ạ. Ở đây nó không hiện lên cái phần này nhỉ. Chết này. Chắc là phải viết ở bên ngoài để điều chỉnh lại số thôi. Ta có thể viết ở bên ngoài, ta cần phải điều chỉnh lại số nhé. Chứ nếu mà như thế này thì hết phí để làm mất. Ok được rồi. Không phải không ta đi. Mình không swap nhiều, mình sẽ swap vừa phải. Tạo thanh khoản với Hori rồi tạo thanh khoản với UDT nhé. Ý thì không nhiều đâu. Này dễ thôi nhiều. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tạo thanh khoản với UDT. Đấy, đồ nó không hiện nên bàn phím này gọi chưa? Đây. Để mình đi loan lại trang. Không tạo liền, không tạo, nó không có bàn phím thì bắt buộc là phải làm lại. Không có bàn phím này anh em này. Hoài chưa này. Thôi rồi, không có thì mình sẽ back ở bên ngoài, mình sẽ đi add liquidity. Add liquidity hurry hurry vào bê bê ra trên không có phím không gõ được chữ nổi tùm lum cái này. Để back ra nhé. Không có phím là mệt lắm. Ngại nhất là vấn đề là nó không có phím anh em ạ. Swap token hoặc là cung cấp thanh khoản là xong rồi này, nhiệm vụ này xong rồi nhé. Rồi deposit và min holy. Swap token xong rồi, bây giờ min no holy này. Min cái này thì phải có USDT hoặc là rồi 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 cái này là mình sang kia mình swap đấy, vẫn phải sang kia swap rồi, không thể nào tránh được cái vấn đề swap là USDT để mình tí nữa mà min. Đây mình phải viết ra bên phần nốt này, để vào đây mình ném vào đây này. Không gì
phải viết là phần nốt đây này, add liquidity sau này. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang liquidity. Nỗi tùm luôn vậy này. Đây chúng ta ấn vào preview này. Swap đi. Nếu mà nó không cho hiện bàn phím để chúng ta ấn thì phải bắt buộc dùng phương pháp như mình nhé. Rồi đã ổn nhé. Rồi bây giờ để add test quả thành khoản luôn. Holy. Đây này. Cũng phải viết ra vậy để copy này. Không chơi chính được thì mình phải chơi kiểu lách luật thôi. Add tiền thanh khoản cho nó chắc anh em ạ. Add liquidity. Trời ơi nát rồi. Holy Vera Chain. Đấy anh em nào add từ cái add thời điểm lại nó cũng hơi đơ nên thôi không cố gắng nữa. Bây giờ mình sẽ sang tiếp với cái phần là deposit và min nhé. Deposit và min này, cái này thì rất dễ đúng không ạ? Rất dễ khi mà chúng ta đã biết được hiểu được cái vấn đề rồi. Correct này. Đây bây giờ mình sẽ ấn vào mark ở đây min holy nhé. Approve. Chấp thuận này. Là min holy này. Coi như bây giờ các bạn đi làm là ai lốp test net làm gì nữa. Làm kiểu này thì chắc là test net cũng không ăn thua lắm rồi anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ nó xác nhận này. Min này. Rồi có vẻ xong rồi nhé. Rồi ok chúng ta hack ra bên ngoài. Chúng ta làm tiếp những cái bước tiếp theo này. Ở đây thì các bạn thấy là add thanh khoản. Add liquidity với Bravo. Cung cấp thanh khoản. Đây. Chúng ta chọn agree nhé. Add thanh khoản. Làm thế nào để add thanh khoản đây? Add liquidity. Thật sự là hôm nay cảm giác nó hơi lag anh em ạ. Đang bảo này, đang bảo tính khó quá hay bỏ qua cho anh em. Đây chúng ta có phần 3. Ở trong đây thì các bạn sẽ deposit holy vào. Cái này khả năng là chỗ này là add thanh khoản này. Đúng rồi. Không hiện số đúng không? Để tớ cho nó hiện số 1 này. Ok, ván vào đây dán này. Bị đẩy ra ngoài anh em ạ. Ghê thật đấy. Rồi. B holy à? Rồi đây. Thì tôi add vào đây nha. Approve này. Chấp thuận này. Chính đang là mình phải làm bằng iPhone thì nó mới nhàn được. Chứ còn làm bằng Android này hơi 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 phế anh em ạ. Đây đang add thanh khoản rồi. Đấy nhá. Deposit còn gì nữa đây. Chọn Agree này. Theory.
Đây. Cái này là đây, deposit Beholi này. Đây thì lấy đâu là Beholi mà deposit đây. Đây mình sẽ thử nhé. Cái này là test nét rồi anh em không sợ gì đâu nhé. Các bạn cứ làm tổng bình thường thôi. Chúng ta số này. Nói chung là phải vào đây là chúng ta ném vào đây stake thanh khoản này. Mình back ra ngoài đó. À hôm nãy là thao tác mở contract, giờ này mới là sao thao tác staking. Cơ bản là mình không nhớ ra. Xin lỗi anh em một chút. Giờ mới có B-Holy này. Có B-Holy thì mình mới tiếp tục được nha anh em nhé. Đúng chưa? Giờ deposit vào đây deposit này, thấy chưa? Đấy, giờ này mới là chính thức deposit vào đây này. B-Holy, đây mới là đi đúng nhiệm vụ để chúng ta staking sâu này. Đây giờ mới là thao tác mở contract nhé. Đấy có một cái thao tác nữa. Chính ra là mình cũng nghỉ rồi nhưng mà kèo khá ngon buộc phải làm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn vào deposit. Xác nhận nhé. Kết vân tay này. Rồi xong, đấy, đã stake thành công nhé. Rồi giờ này thì chúng ta lại back ra bên ngoài. Và back ra thì chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục với Arop. Đây, back hẳn ra đi. Mình thoát hẳn luôn ra bên ngoài luôn, hẳn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vào lại nhé. Có vẻ hôm nay là Binance hơi nát rồi. Các bạn chọn cho mình vào phần web3 và sẽ vào lại từ đầu để cho nó chuẩn hơn đúng không? Cảm giác là hơi đát rồi. Video là nào cũng hơi lâu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vào khám phá này. Các bạn chọn vào đây này. Tiếp tục nhé. Nhiệm vụ chính thì chúng ta làm rồi đúng không? Đúc thì nhiệm vụ đúc là dễ rồi, nhưng chủ yếu là chúng ta làm những nhiệm vụ xoay quanh thôi. Muốn ăn ai rốt mà ăn nhiều thì phải làm đủ đúng không ạ, làm full nhiều anh em chỉ no no chăm chăm là đi ấy. Đấy thôi. Rồi bây giờ sẽ là cung cấp rồi, để tớ đi tớ min thêm nữa, cần phải swap thêm anh em ạ. Chúng ta với lượng hiện tại này là lượng holy hiện tại là chưa đủ, cần phải swap thêm. Chắc chắn là chúng ta cần phải min thêm rồi. Này chưa thể thấm vào đâu được. Bên cái dự án Berachain này chủ yếu nó là dùng Holy để làm testnet kiểu này. Min nhiều nhiều một chút, rút kinh nghiệm một chút. Có lẽ là mình sẽ có thể là mình sẽ ghi chú thêm cho anh em một tí. Rồi, bây giờ thì back ra bên ngoài. Không quan tâm nữa, thanh khoản là bây giờ đến về cái phần vay và cho vay Holy nhé. Tích vào đây chọn Agree này. Được chưa? Có đấy này. Messi West 3.
Rồi. MR deposit Sunny đúng không? Giờ Sunny trước này. Không đa số à? Không đa số thì mình tự tạo đa số thôi. 5 này. Sao chép này. Paste vào đây nhé. Rồi sẽ nằm ở contract này. Ủy quyền contract. Chấp thuận. Vân tay này. Để xem nào, cái này thì mạng nó hơi chậm một tí, chắc đông người nè. Rồi thao tác của kiến có check xong rồi, mới là cái thao tác mà chúng ta sắp ly vay và cho vay nhé. Này là cho vay này. Chờ pending chắc phải vậy. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ ra phía bên này. Hiện tại là chưa có phần thưởng thì chúng ta có lên đúng không? Chắc là phải đi loan lại trang một tí để xem là để update cho chúng ta những cái phần thưởng với việc staking. Không ít thì nhiều cũng phải có phần để cho vay đúng không? Vay cho vay. Hơi lag nên là nó chưa kịp cập nhật luôn cho chúng ta. Borrow Holy mở ra, mở vào đây Borrow Holy này. Rồi có chưa nhỉ? Vẫn chưa có. Repay, repay vẫn chưa có, chờ nước này. Đấy. Đây có phần huyết. Huyết thì chắc là chả huyết luôn, giờ chỉ là cái phần Borrow thôi. Borrow thì chưa làm được luôn anh em nhé. Borrow thì phải có cái dưới này thì mới borrow này. Xem mà đi tên thôi. Tên chả có gì mà đi tên này. Này nó chưa có available để chúng ta đặt borrow á. Tất cả phần available là base dựa trên các gì gì đấy. Chưa có cái nào để chúng ta có thể borrow thì sau anh em borrow sau nhé. Đấy. Sau chúng ta sẽ borrow sau, nhưng mà nhớ là phải borrow. Rồi tiếp theo mình sẽ trở lại ra bên ngoài, mình sẽ vào lại làm thao tác lại nát rồi khổ lắm. Hôm nay đúng là Binance sự cố là chắc là do server quá tải vì hôm nay ít hamster. Đến giờ này thì cái lượng trader thì cũng còn khá đông. Ấn lại nào. Đây nhá, chúng ta tiếp tục kéo xuống dưới này. Tín nhiệm qua lâu thì tạm không làm được đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ là deposit để có thể ghi ơn được BGT này, ở từ BGT Station nhé. Có 13 cái ba nhé. Ở đây thì chúng ta có thể là đóng góp vào 100 các những cái này nhé. Xem là nó là cái như cái nào. Holy USDC này. Rồi, rất nhiều đúng không? Bây giờ thì chắc là mình sẽ thêm vào cái Holy trên USDC thử nhé. Giờ phải ra bên ngoài để lấy coin đó. Đi swap lấy USDC đã không có USDC thì không tham gia được. Chúng ta vẫn vào bắt đầu. Đây thì mình sẽ điều chỉnh cái này một tí. USDC đây là 0,05 đi. Sao chép. Cần phải mua vào một ít USDC anh em ạ. Đây rồi, ta vào bắt đầu ngay. Rồi
Stan và BGG Hostory lại nhầm và swap trước swap token lấy USDC ra để làm đang rồi. Hy vọng là đúng, chưa chắc là đúng anh em ạ. Nào mà chưa chắc là đúng cơ. Ở đây thì chúng ta sẽ swap sang W Bera một ít nữa để phòng tí nữa đỡ mất thời gian thôi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đây, sang bên này cung cấp tài khoản đấy. Holy trên 5 new beta chính là nó đây. Và đây chúng ta stake này. Deposit deposit holy trên 5 new beta. Ôi. Vậy chưa? Này là phải chơi kiểu khác rồi. Ta phải tạo thanh khoản luôn từ bên kia cơ chứ không phải bên này đâu nhé. Tạo thanh khoản từ cái bước ở bên sàn sàn Dex này. Aniquity ngay từ cái bước này nhé. Đây Anivera này lấy em Holy nữa này, pool lại không tồn tại này. Đây Holy nhá, chọn cần này, lấy pool có sẵn, tức là mình vừa lấy pool có sẵn đúng không ạ, bây giờ mình sẽ lấy pool không có sẵn cho này. À, này này pun không có sẵn này, ấn vào đây nhé, hát rồi này. Dùng luôn pun ở cái khác chứ mình không tạo pun được. Review nhé, giờ sẽ hai lượt mở con trác, mở con trác thứ nhất là với Holy, một con mở con trác thứ hai là với W Bera nhé. Con thứ hai này chấp thuận cả hai con này thì mới được này. Bây giờ chúng ta vào Nest and Liquidity. Các bạn vào nút xác nhận này. Dùng vân tay này. Ok. Rồi, giờ thì nhảy ra bên ngoài thôi. Liquidity đã xong rồi. Giờ nhảy ra bên ngoài chúng ta đi stake nhé. Đấy. Bước stake đã xong. Còn ở bên kia cái borrow thì chắc là ngày mai thì mới borrow được. Nay chưa có tiền để borrow. Holy WBRA. Rồi đây. Giờ tôi có thanh khoản rồi. Các anh ạ. Đã vào Mark này. Chúng ta cũng sẽ mở con trác với cái token thanh khoản nhé. Làm mấy cái video của web ban mất thời gian lắm anh em ạ. Anh em nhớ là hôm trước làm cũng ở bên nền tảng mất 2 tiếng đồng hồ. Còn ở bên Binance thì cả từ thời gian lúc làm video đến lúc mà đăng xong bài thì phải mất hơn 1 tiếng. Đấy. Rồi chúng ta đang xác nhận thao tác nhé. Nói chung làm quét 3 mà trên điện thoại nó rất là mất thời gian. Máy tính cũng vậy, nhưng mà máy tính thì còn thao tác nhanh hơn vì nó mượt. Rồi, chúng ta đã xong cái phần Adniquity. Để chúng ta stake kênh đúng không? Deposit để có thể kiếm được BGG ấy.
Rồi bây giờ là borrow nhé, borrow thôi này. Borrow hurry. Ngọt ngào thế nha. Toàn mật ong không mà không biết là lúc trả retro thì có ngọt ngào không. Chưa borrow được em ạ. Thôi cứ vậy đã. Như vậy là các bước thì mình cũng đã hướng dẫn nó là cơ bản rồi. Còn cái việc làm thì em cứ làm như mình thôi. Nó cũng hơi lằng nhằng một tí. Thì chắc là mình cũng sẽ, nếu mà đưa còn thời gian thì mình sẽ ghi bài đăng để chúng ta tiện trong cái vấn đề chúng ta stack nhé. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.